Xin chào tất cả các bác. Nay em lại có một máy điện 220 nhé. Tất cả hàng của em ở đây là điện 220 tất nhé. Và một số cái đồ cơ khí này. Đặc biệt hôm nay có cái này là cái đầu video của ô tô nhé. Em tháo vào cái xe 12 chỗ ra nhé. Đây còn nguyên bản đây, nhưng em nó nhiều đầu dây, em không biết là dây nào đấy, em chịu. Đấy bác nào em bán cho bác nào biết thôi nhé. Đây còn nguyên tem này, chưa có cậy nắp đâu nhá, chưa mở nhá các bác nhá. Đấy, em để nguyên này các bác nào về xử lý, phải đấu điện vào nào nó lên thôi mà. Cái này là nó cả xoay cả ấn nhá, cái nút này cả xoay cả ấn này, có hai bên là thẻ này, đây là đĩa này. Đấy, bác nào có xe thì bố về mà gắn. Em để cho các bác K nhá, em bao ship 450k bao ship. Đây em cái máy số 0 này em vẫn có nhá. Còn nhà bác nào đừng thì alo cho em nhá. Đây là con Makita này. Đây là Makita. Con này là máy điện 100V mà đã cuốn lên 220 nhá. Lên bằng cách là cuốn thay đổi dây đồng chứ không phải là lên bằng mạch cản đâu nha các bác nhá, lưu ý. Em để cho các bác là 650k một máy nhá. Bác nào lấy Makita thì lấy, mà lấy Hitachi thì lấy. Nói chung là dùng rất ok. Em đã bán rất nhiều rồi, hai con này em chỉ để ở đây để lên cho các bác thôi. Còn khách lấy thì các bác mà lấy em mà lấy ở ngoài kia. Hoặc là bác nào thích con này như bác hôm nọ đấy, thích con ở đây em cũng lấy luôn con ở đây, không vấn đề gì. Tất nhiên là khi em gửi máy cho các bác là em phải test đi test lại rồi, không có yên tâm đấy. Số 1 là con Eto Mili nhá. Eto em cũng còn nhiều, hai con này em chỉ để đây thôi, để lên cho các bác thôi. 280k. Con này video nào cũng giới thiệu được, giới thiệu cho các bác là mới xe. Đây các bác kẹp vào bàn không, các bác quay đúng hướng của các bác là các bác khóa cái này lại. Đấy, là nó không quay nữa. Đấy còn mồm đây, có cả DA nhá, thương hiệu của nó là Asahi nhá, Asahi. Con này em bán là số 1 280k bao ship. Số 2 cũng là một con Eto, thương hiệu cũng có Asahi. Con này nó quay là 360 độ nha. Đấy, các bác bắt cái này xuống bàn này. Nó có 3 lỗ này. 1, 2, 3, 3 chân. Đấy, là các bác bắt xuống bàn là các bác thích quay chỗ nào quay. Quay đến đúng của mình thì mình khóa cái này lại. Đấy. Khóa cái này lại, vặn chặt lại hai bên lại là nó không quay nữa. Đây, nó vặn cả hai bên này. Ngàm này của nó là 7,5 nhá. Đây, chiều này 7,5 này. Thì tương ứng với chiều ra này nó khoảng tầm 7,5 đến 8 phân. Là ok, có thể ra hơn được nhưng mà mình chỉ vặn cái tầm đó thôi. Số 2 550k em bao ship. Số 3 là một con Classic. Con này là size 28 phân nha, cái tay công của nó là 28 phân nha. À 38 nhá. 38 phân. Thương hiệu là Asahi nhá.
Cái Eto của em lúc nãy đấy cũng là Asahi chữ nổi luôn đấy. Asahi Japan này. Các bác nhìn chữ Japan nha. Cái này là nó thực ra nó chưa chưa sử dụng đâu. Đây này, mồm hay răng lợi còn nguyên. Nhưng mà do nó để bãi ấy, nó bị tối màu, nó xỉn màu đi. Thị trường thì cũng có nhưng mà nó chỉ có một cái ngàm mà thôi này. Cái này cho chúng ta hai cái ngàm này. Bập một phát cả hai mắt luôn. Hai cái răng này luôn này. Đấy. Rất là chắc chắn. Các bác vặn những cái ống to ấy. Xoay những ống to mình luồn vào này cho vào. Cho thật khít vào nó bắt đầu vặn thôi. Nếu mà cần khỏe nữa thì cái này nó bằng sắt đúc nhá. Cần khỏe thì luồn một cái tay công vào đây. Mà đúc đặc và dày ấy. Nó vào 2 phân 6. Chiều bản 2 phân 6 mà chiều nghiêng này là 1 phân 2 nhá. Rất chắc chắn đấy. Số 3 này em bán là 320k bao ship. Số 4 là có một cái mài khuôn mili. Cốt này cốt 3 ly nhá. Nó đang còn cả cái viên mài đây này. Cốt 3 ly nhá, các bác tháo lưỡi nha thì ấn vào đây nhá. Đấy, em tháo rồi cho các bác xem này. Chân chu ngọt ngào nhá. Đấy, nhắc cả cốt đây này. Cái này nó có một cái điều tốc hay sao ấy ở đây nhưng mà em không thấy nó có cái tác dụng gì. Chắc nó chết nó điều tốc rồi. Số 4 150k bao ship. Số 5 là một con khoan con đầu kẹp 6 ly nhá. Đây các bác này, khoan này dùng gia đình thôi nhá. Ok, hay là thợ nhôm thôi. Khoan nhôm khoan sắt. Đầu kẹp 6 ly không kẹt nhá. Đấy. Số 5 270k em bao ship. Số 6 là một con khoan đầu kẹp 10 ly Matex nhá. Matex này. Đây bên này nó có cái tem này mà nó bong mất thì nó sẽ lộ ra cái chữ Makita ở trong. Số 6 300k nhá. Con này là con khoan nhớ đấy nhá. Có điều tốc, có đảo chiều. Đây điều tốc 3. Đảo chiều đây. Đầu không kẹt nhé. Tôm chu ngọt ngào nguyên bản đang còn mới khoảng 80%. Đây là em không có rửa đâu này. Đấy, cạo nó ra này. Bẩn đấy. Số 6 300k em bao ship. Số 7 là một con khoan gỗ hai chức năng nhé. Đầu kẹp 13 ly này. Chiều đây nha. Đấy. Đấy.
này, các bác chuyển nấc khoan bê tông này. Tương đối khỏe. Này bác nào dùng gia đình thì nó tích hợp cả hai chức năng này rất là ok này. Số 7 350k, con này giờ cũng nhiều bác dặn lắm nhưng mà bây giờ không nhớ được. Chịu. Thôi em cứ lên này thì cho kênh nó phát triển. 350k em bao ship. Số 8 là một con khoan con nữa nhá. Có điều tốc nhưng mà cái điều tốc nó không được ngọt lắm, không được mịn lắm. Đảo chiều đây nhé. Đầu kẹt 6 ly nhé. Không kẹt này. Số 8 220k bao ship. Còn là bán thanh lý cho các bác thôi chứ còn 220 thì mất khoảng 40.000 45.000 tiền ship rồi. Số 9 là một con mài Makita 9553 nhá. 9553. Tương đối liền lạc, không thiếu gì. Số 9 520k em bao ship. Số 10 là một con mài Matex 0 0 0. Số 10 370k bao ship. Số 11 là một con FR. FR. Con này còn tương đối liên lạc. W 220 V. Bên này là có chữ gì đây các bác? Japan. Thử quá. Ba trăm hai mươi k bao ship nha. Số 12 cũng là một con FR nhưng mà nó mất tem rồi các bác nhé, mất tem. Đấy, các bác bật này, em bảo các bác lưu ý này, bật không cái này không bao giờ được. Đấy, nó vẫn mắc nhưng nó không bao giờ chạy máy. Các bác phải đun từ dưới này lên nhưng các bác đừng ấn cái này đây. Cả các loại máy mà có cái công tắc này nó đều như vậy cả. Nhiều bác mua máy của em về là không biết bật, là chỉ có bật cái này thôi là bảo sao máy nó không chạy. Đấy, tôi bật bình thường này, đấy nó vẫn mắc bình thường, nó không bao giờ chạy. Đấy, các bác phải kéo từ dưới này lên. Số 12 300k vì nó em nó hơi bẩn. Thực ra cái màu sơn trong của nó thì vẫn còn đây này, nhưng mà đây này, nó có cái bẩn này, cái này nó bị kiểu như là PU phun vào á. Số 12 300k bao ship.
số 13 là một con DCA. Số 13 này 300k bao ship. Số 14 là một con thổi bụi. Rất khỏe các bạn. 230k bao ship. Số 15 là một con cắt gạch thương hiệu là Bot nhé. Thương hiệu Bot này rất ít gặp này. Liên lạc đầy đủ nhé. Lưng hạ ngọt ngào, nó có cả cái lưng chéo nữa này, mà các bác nào về thích lưng chéo để vệ sinh thêm đây này, nó là lưng chéo này, tháo nó vào ra là nó mình cắt 45 độ là có đấy. Em mà không vệ sinh được. Số 15 400k bao ship. Số 16 là một con khoan bê tông 3 chức năng nhé, của thương hiệu là FEG. Con này là 800W nhé. Tất cả các loại khoan kiểu này là nó là 800W. Cái loại mà em bán 550k nó là 800W. Đây là khoan gỗ này, đây là khoan bê tông này. Đục bê tông này. Chiều đây. Số 16 550k bao ship. Đấy, các bác nhìn kỹ. Rất là liền lạc. Số 17 là một con khoan bê tông 3 chức năng có đảo chiều. Đây, thương hiệu, bác nào sành thì chơi con này. Phê pha, những cái con thương hiệu này nó rất là nhiều người chốt. Đảo chiều đây. Số 17 550k em bao ship. Số 18 là một con bê tông 3 chức năng không có đảo chiều. 450k. Đây là khoan gỗ này. Khoan bê tông này.
bê tông này. Số 18 450k bao ship. Số 19 là một con khoan thương hiệu là siêu bẩn các bạn nhé. Đây này, thương hiệu siêu bẩn đây, nó dính rất nhiều sơn, em không cạo được, cũng không cao có cạo luôn. Trông cái hình hài nó rất lạ, thương hiệu cũng lạ, SAK cái gì đấy, 800W nha. Con này công suất lớn đấy, mà nó lại trổ than ngoài này, trổ than ngoài có đảo chiều nha các bác nhé, nhiều góc này. Đảo chiều đây, khoan bê tông đục bê tông đây, số 19 vì em nó bẩn nên là thấy các bác là 430k nhé, có điều tốc có đảo chiều nhé. Số 20 là con cưa gỗ nhé, con này là cưa xích nhé, con này là từ video trước nữa này, còn lại đây. Makita nhé, Makita của Nhật đấy nhé, điện zin 220 nhé, đây là Japan này, đấy các bác nhìn thấy chưa, Makita đấy, Japan, lam là 405, công suất là 1300W nhé, là công suất rất mạnh. Đây là cái bơm nhớt nhá. Còn đây là bình nhớt này. Đấy, bác nào có cái máy mà nó hỏng thì mua con này về lắp vào là ok. Số 20 450k nhá. 450k bao ship. Cái con này các bác cọc cho em nhá. Các bác cuối video này các bác lấy thì cọc cho em. 21 là một con máy cắt lưỡi 230 nhé, lưỡi 230 này. Thương hiệu là Matech nhá, Matech. Con này nó to, các bạn hình dung nó to như cái phích nhá, to như cái phích luôn ạ. Matech xịn sò đấy. Số 21 900k bao ship. Số 22 là một con khoan đục hai chức năng.
nó hơi bẩn. Đây là đang lớp đục đây. Đây nó khoan đây. Số 22 550k bao ship. Có cọc. Bác nào lấy thì cọc tiền cho em. Chạm ra em gửi cho bác. Số 23 là một con đục 17 ly. Thương hiệu là của Makita. Em lại phải đi kiếm cái mũi à. Mũi đục các bác xin hết của em. Các bác chỉ mua máy thôi, các bác đừng có xin mũi của em. Lắm. Rồi. Các bác em chỉ nháy nháy thôi, không có nó hỏng mất. Hết tất cả lên rồi. Em chỉ bán máy thôi nhá. Em không có cho mũi đâu. Số 23 950k em bao ship nha. Bác nào lấy thì cọc 200 cho em nha. Em có một con khoan này, biết là con bác nào có nhu cầu dùng hay không thì em không có lên mà em cũng không có đánh số, bác nào dùng thì đấy thôi, em không đánh số. Để quán đâu rồi, không chạy. Thôi bỏ ra đi. Đây là một con đục nha các bác nhé. Đục này là 30 ly nhá. Đục 30 ly. Thì bác nào dùng đến đục thì liên hệ em nhé. Khỏe luôn đấy. Cái này nó là cỏ Đông Trang nhá các bác nhá. Đông Trang này. Thương hiệu Đông Trang. Em chỉ nhắn cho tôi, còn em bao hơi bao lửa cho các bác. Các bác cứ yên tâm mà dùng. Con này là em đấy các bác là 1.400.000 nhá. Điện 220 nhá. Video của em đây là kết thúc và xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ em. Xin chào các bác.